Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò quan trọng, là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên. Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người trên thế giới. Hưởng ứng ngày sách và bản quyền thế giới, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày 11 tháng 4 năm 2015, các trường trung học cơ sở khu vực 1 tổ chức ngày hội đọc sách nhằm tôn vinh vai trò của sách cũng như tạo môi trường thân thiện lành mạnh để học sinh, giáo viên và phụ huynh các trường trong khu vực có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Tuy là lần đầu tiên các trường trung học cơ sở khu vực 1 tổ chức theo hình thức cụm trường, nhưng đã được các trường trong khu vực chuẩn bị tương đối tốt. Phần giới thiệu cuốn sách em yêu hết sức cuốn hút bởi các phần trình bày của các đội chơi đến từ các trường, với hình thức giới thiệu đa dạng, phong phú, đã toát lên toàn bộ nội dung cuốn sách một cách sinh động lôi cuốn khán giả, đặc biệt các hoạt cảnh trích từ các tác phẩm văn học đã được các em diễn xuất khá tốt. Sau đây, xin mời quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh dõi theo một số hoạt cảnh của các bạn đến từ trường trung học cơ sở Bình Dương. Làm cái gì mà bây giờ mới dắt nhau đến để cho người ta chờ đợi mấy giờ đồng hồ dính với chung bay lúc nào bực mình lúc ấy, không có đứa nào giữ được đúng hẹn bao giờ. Bẩm cụ, vì nhà con bị trói ở đình, con phải đói mãi, các ông ấy mới cởi trói để ký văn tự. Vả lại, đường cũng hơi xa, con đi khí chậm, xin cụ tha lỗi cho ạ. Bà trong nhà khách ấy, đưa nhau vào nói với bà, đứa nào ra quay trói không nó, dạ. Đây. Đã bảo là lấy cái gì đậy cho mấy con chó con, kẻo nó bị lắng, sao lại chỉ đậy cho nó mỗi mẹ xanh này kia. Này cụ, ông chồng kìa, thế mà cả vợ lẫn chồng sưng sưng là con lên bảy, lên bảy mà béo cạnh ngay xanh thế kia. Bà biết ngay mà, cả đời nhà chúng bay làm sao biết nói câu thật. Bẩm cụ, chúng con không dám nói dối. Quả thật, cháu đã lên 7, đứa em nó lên 5, còn đứa út lên 2, còn được ba cháu cả thầy ạ. Im cái mồm, đừng giả con cá con kê đây. Đẻ lắm thì bán nhiều, chớ làm cho gì. Mở cái sổ ra, tao xem con chó nào. Ấy đấy, ông thấy nói như thế có nghe được không? Này, liệu hồn, bài tống cổ cả đi, không thèm mua bán gì nữa bây giờ. Dễ bà bằng vơi bằng lứa với chúng bay hay sao? Chưa nói đã cãi liền, láo quen. Con bé bằng ngần kia mà dám xem xếp bỏ lên bảy, mày nói cho chó nó nghe. Nó không mở mấy con chó ra, có tiếc đem về nhà mày nuôi. Thế văn từ đâu đưa tao xem. Mày đi lên bát cơm nguội, lấy nhiều nhiều vào, để tao cho đàn chó này ăn thử xem sao. Dạ. Bà thử trông xem, có phải không có con nào được đưa chấm sớm. Tôi cũng đưa nhìn, hình như không cả thì phải. Mẹ con nhà mày dắt đàn chó thế bên này. Con này đẹp. Được. Con nó cái này mày mua đâu thế? Bẩm cụ, mẹ con mua ở Lầu Cai đem về cho con ạ.
Có thế chứ, chắc là giống chó mông tự. Chứ nhà quê làm gì có giống chó này. Bởi thế nhiều người mách rằng nhà nó con chó cái khôn lắm, nên sáng ngày tôi mới mua ấy chứ. Chứ bỗng không, ai động rồi mà rước đàn chó vừa mới đẻ về. Thế bốn con chó con, thế nào? Đẹp, đẹp cả bốn con bốn kiểu bà. Một con huyền đề, một con nốt hổ, một con trơn, một con đen tuyền, một con tứ túc mai hóa. Con nào cũng đẹp, ngắn mặt, tai cúp, mắt xanh na đề, đẹp lắm. Biết cái gì khó đấy bà. Ông Phủ Đăng, ông Nghị Bùi, ông Phán Tiên và ông Cửu Xung trên tỉnh biết tôi xem chó dành nên nhờ tôi mua hộ. Tôi tính đàn chó này khá lớn, sẽ biếu mỗi ông một con. Nhưng tiếc con huyền đề, con này đẹp giống lại lợi chủ, nuôi trong nhà làm ăn thịnh vượng. Chà, còn hơn là nuôi đỡ. Cơm chó nhà tao có được mấy cơm người của nhà mày đấy. Con bé kia, ngần lấy giá cơm ăn đi, kẻo phí của trời. Ăn bốc cũng được, không cần bắt uống. Mày không ăn thừa cơm chó phải không? Mẹ mày dạy mày thế đấy hả con xanh con? Ở đây với bà mày vẫn xưa tới khoảnh đấy. Bà sao như từng cái xương. Này, bà nói cho mày biết, con chó nhà bà còn được vài chục đồng, còn mày bà chỉ mua với giá một đồng thôi đấy. Đừng khoảnh với bà. Con mẹ khốn nạn, cứ đứng dương mắt đấy à? Không biết bảo con làm sao? Hay sợ con mày ăn cơm chó xấu hổ? Thế con mẹ kia, có lấy tiền không? Bà truyền lời báo danh cho mày, từ giờ sáng mai phải ăn hết giá cơm đấy rồi mới ăn cơm mới. Thôi, bà Hào lấy tiền đưa cho nó đi, cứ ngồi mãi đây tôi không chịu được. Phần thi Rung Chuông Vàng vô cùng sôi động với 120 học sinh đến từ 5 trường đại diện cho tất cả các khối lớp đều tham gia đồng thời. Ở phần cứu trợ, các thầy cô và phụ huynh cùng tham gia, tất cả đã tạo nên bầu không khí thật sôi nổi, vui vẻ, đoàn kết và thân thiện. Kết thúc chương trình, các trường đã tổ chức cho các em học sinh giao lưu tặng sách cho nhau để bổ sung và làm phong phú thêm thư viện của các nhà trường.
Ngày hội đã khép lại nhưng để lại trong lòng những người đến dự những ấn tượng thật sự tốt đẹp.